Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 4 căn nhà mới nhất tại Đông La, Hoài Đức. Với 4 căn nhà này thì đường ngõ thực tế ô tô tải đi qua, ô tô có thể vào nhà, hoặc quý vị muốn gửi xe thì bãi gửi xe cạnh nhà. Với cái căn nhà 5 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, thiết kế rất là hợp lý, gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với khu đô thị Đô Nghĩa. 4 căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ 4 căn riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn quý vị nhé. Và Ngọc Ánh sẽ quay một trong 4 căn nhà này gửi tới cho quý vị. Giá bán của 4 căn nhà này giống hệt nhau, giá bán 2 tỷ 950 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế tầng 1 thông thoáng, thoáng trước tháng sau, với thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, với phần gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Với cái căn nhà này thì diện tích là 32m² trên sổ đỏ, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, tổng là hơn 150m sử dụng quý vị ạ. Thiết kế rất là đầy đủ, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông. Với cái căn nhà này thì nó giáp với trạm bơm Yên Nghĩa, cụ thể thì là Đông La, Hoài Đức, giáp với lại địa phận khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với lại phường Yên Nghĩa luôn quý vị nhé. Đây là cái phần không gian của phòng khách, phòng bếp. Phòng khách ở ngoài khá là rộng rồi. Phòng ở ngoài, một là quý vị có thể để thiết kế phòng khách, hai là quý vị có thể để xe ô tô, ba là quý vị có thể thiết kế phòng khách bên trên. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Với căn nhà này 5 tầng sử dụng, thiết kế rất là hợp lý. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà nha mọi người. Với cái phần phòng bếp hoàn thiện chỉn chu xong hết cho quý vị rồi. Tủ bếp, phụ kiện bếp đều thiết kế lắp đặt đầy đủ. Cụm dự án 4 căn này thì hiện tại vẫn còn 4 căn. Cả 4 căn giá bán đều là 2 tỷ 950 triệu đồng. Sổ đỏ riêng biệt từng căn. Tầng 1 ngoài ra còn thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng riêng ở phía dưới tầng 1. Bồn cầu và xịt vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà này, mặt sau còn một cái ô thoáng nữa mọi người nhé. Cái ô thoáng đằng sau này nó là nhà văn hóa, cho nên cái cửa sổ này mở ra thoáng vĩnh viễn cho quý vị. Như vậy Ngọc Ánh đã review đường hướng ngõ và cái hướng nhà của cái ngôi nhà này là hướng Tây Bắc nha mọi người. Ngõ là ngõ thông, ô tô tải đi qua. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 thiết kế một phòng ngủ siêu rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong quý vị ạ. Đây là phần phòng ngủ. 4 căn nhà này thiết kế giống hệt nhau quý vị nhá, chỉ khác mỗi vị trí thôi. Còn thiết kế về các phòng đều giống nhau. Có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài đây. Thiết kế sàn gỗ công nghiệp. Tầng 2, 3, 4 đều thiết kế sàn gỗ công nghiệp như thế này. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Phòng ngủ rất là rộng. Đấy, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Phòng vệ sinh thiết kế đây, cho quý vị có thể khám phá phòng vệ sinh. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Đầy đủ hệ thống quạt thông gió, bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo, bàn đá, gương tắm, đầy đủ cho quý vị nhé. Với ban công mở thực tế, tất cả các tầng 2, 3, 4 đều được thiết kế sàn gỗ cũng như hệ thống trần thạch cao, đèn led. Với cái cụm dự án này thì hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng. Với cái cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa lõi thép, rất là nhẹ, bền, đẹp, chắc chắn, nhìn nó như cửa gỗ ấy, mọi người ạ. Đó. Và mời ngồi theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 2, 3 và 4, tất cả các hành lang đều có cửa sổ để hút gió vào phía hành lang đi vào phía phòng ngủ mọi người ạ. Và phần phòng ngủ ở tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2. Đây, với cái căn phòng ngủ này rất là rộng, nó khoảng tầm được 20m² vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Và với cái giá bán 2 tỷ 950 triệu đồng này, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu nhé. Này,
Phòng ngủ, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Hệ thống sàn gỗ công nghiệp ở phía dưới sàn. Phòng vệ sinh thiết kế đầy đủ chi tiết các công năng sử dụng. Thiết bị vệ sinh cho một phòng vệ sinh: quạt hút mùi, quạt thông gió, bồn cầu cũng như là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Tất cả các cửa phòng vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cửa thông phòng thiết kế là cửa lõi thép vân gỗ. Mời theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị 2 phòng. Với tầng 4 này, chủ đầu tư thiết kế nhằm mục đích đây là cái phần phòng thờ nha mọi người. Và đây là phần phòng ngủ hoặc phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, tất cả các phòng, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, trang thiết bị cho một căn phòng. Đó. Và tầng 4 vẫn thiết kế một phòng vệ sinh nữa nha mọi người. Đây, vẫn thiết kế một phòng vệ sinh sử dụng riêng cho tầng 4. Và phần còn lại, tầng 5 của ngôi nhà, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Trên phía cầu thang trên cùng là có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Phần còn lại, đây là phần sân phơi nha mọi người. Đây chính là phần sân phơi. Từ vị trí ngôi nhà này cũng gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông, phạm vi bán kính 4 km, quay đầu xung quanh ngập tràn tiện ích chợ, trường, phường, trạm, giao thông đi lại thuận tiện, xung quanh dân cư đông đúc. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé: 0983013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.